The sky turns gray against a fiery display of red and golden hues, like the day I felt for you. So what will you do when the sun begins to fall? I'm waiting here for you. Hello mọi người, lại là mình đây. Chào Giang nè, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mùa hè đang đến rồi đúng không? Ngoài việc là những kênh tiếng Bè Kiều in ỏi thì một cái đặc sản không thể thiếu mà hè nào mình cũng phải ăn, và đó chính là trái vải. Hôm nay thì mình đã mua một chùm vải đỏ Âu và cực kỳ đẹp, mọi người thấy không? Đây là vải thiều lục ngạn được vận chuyển bằng máy bay từ Bắc Giang để vào Sài Gòn. Hôm nay thì mình sẽ chế biến rất nhiều món từ trái vải, và mọi người hãy cùng xem là với trái vải thì chúng ta sẽ làm được những món gì nhất. Hồi ở quê thì nhà mình có một cây vải làm mình nhớ ghê, nhưng mà chùm vải này á gần 100.000 cả ship với mọi người, đúng là đi máy bay có khác. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bỏ đường phèn vào trong một cái nồi các bạn nấu chảy lên. Còn bây giờ thì mình sẽ ngồi để mà tách trái vải ra khỏi cái hạt của nó. Công đoạn này thì nó hơi mỏi tay một chút, nhưng mà muốn ăn ngon mà phải bỏ sức thôi. Với lại mùa dịch mà chúng ta có nhiều thời gian, cho nên là cũng tranh thủ dịch này để đốt thời gian cũng được. Trái vải ở Lục Ngạn Bắc Giang nó sẽ giòn và dai hơn trái vải bình thường. Mình sẽ cho mọi người xem. Bên phải là vải mình mua một chùm 30.000 ở siêu thị gần nhà, còn bên trái là vải của Lục Ngạn Bắc Giang. Cách tách hạt và cái thớ thịt thì mọi người cũng sẽ thấy được rồi đó. Nước đường sau khi nấu thì mọi người sẽ để nguội một chút, sau đó đổ vào cái vải được tách hạt, tách vỏ như thế này. Bây giờ thì mọi người chỉ cần bỏ vào tủ lạnh và để uống dần dần, là sẽ có một cái bình vải ngâm. Với vải ngâm này thì chúng ta có thể pha trà, làm bánh, mà cũng có thể lưu giữ được cái vải được lâu hơn đấy. Mình có một niềm yêu thích đặc biệt với lại các loại quả ngâm. Đấy, mọi người thấy không? Hộp đào của mình vẫn còn ở bên đây, đã ngâm thêm một hộp vải nữa. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với món tiếp theo cũng đang rất hot ở trên TikTok, đó chính là vải bạch tuyết. Tại sao lại có tên là vải bạch tuyết nhỉ? Đấy, thì trái vải mình sẽ bỏ vào những cái khay đá như thế này. Sau đó thì mọi người có thể xay sữa chua hoặc là whipping cream hoặc là kem, nói chung là tất cả những gì mọi người thích, sau đó xay đều lên. Hôm nay thì mình sẽ cho thêm dâu tây để màu nó đẹp hơn, nhưng mà mình khuyên mọi người là lúc mà xay cái này lên, nếu các bạn dùng sữa chua không được thì nên cho thêm mật ong, và nếu mà dùng sữa có đường thì nó sẽ ngon hơn. Cái hỗn hợp sau khi xay xong thì nó rất là sánh mịn. Bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ vào một cái túi vắt kem, hoặc nếu không có thì mình có thể dùng cái túi zip, túi ni lông như mình, để đổ hỗn hợp sữa chua này vào trong trái vải. Còn nếu như bạn nào khéo tay thì có thể dùng muỗng múc cũng được, còn mình thì không được khéo tay cho lắm. Và sau khi đã cho đều cái hỗn hợp kem sữa chua của mình vào trong trái vải thì bây giờ mọi người chỉ cần cho vào tủ đá khoảng vài tiếng là có thể ăn được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ pha trà vải nha. Và đây là công thức của riêng mình thôi, nó không chuẩn đâu, mọi người có thể tham khảo và pha theo ý mình cho ngon. Bây giờ thì chúng ta sẽ pha trà, mình sẽ dùng trà đen, nó vừa đẹp và nó lại còn màu thơm nữa. Sau khi mà trà nguội thì mọi người sẽ cho một ít đá vào trong cái bình này, lắc thật là đều lên, như vậy thì trà nó sẽ thơm hơn, sủi bọt hơn. Sau khi cho đá vào ly thì mình sẽ cho cái siro mà đã ngâm vải từ tối ngày hôm qua vào, để vừa làm tăng độ ngọt lại tạo ra cái mùi thơm cho ly trà. Đổ trà lên. Wow, cái phân tầng đẹp quá ha. Với một ly trà vải như thế này thì mọi người có thể có một cái thức uống mùa hè rất là mát lạnh, ăn với cơm nó cũng mát, xong rồi là kiểu buổi tối chiêu chiêu cũng được. Còn bây giờ thì mình sẽ chỉ cho mọi người một món rất là hay và cũng ngon nữa. Tại sao lại có tôm ở đây ta? Đây là tôm mọi người sẽ bóc vỏ cho mình, sau đó băm ra. Tiếp đến thì mình có mua thêm một con gà thả vườn mọi người ạ. Trời, đầu tư quay clip này quá luôn á chứ. Gà chúng ta sẽ làm sạch, sau đó các bạn chặt ra thành từng cái miếng vừa ăn. Tôm thì mọi người sẽ băm nhuyễn cho mình nha. Hoặc nếu như bạn nào mà có máy xay thịt đó thì mọi người cũng có thể dùng để dành cho nhanh. Bây giờ thì mình sẽ nêm nếm các gia vị một cách vừa ăn và trộn đều tay. Cuối cùng thì mọi người sẽ nhồi cái phần thịt tôm này vào trong cái trái vải mà lúc trước chúng ta đã tách hai cái. Rồi, sau khi nhồi thịt tôm vào trong trái vải thì bây giờ mình sẽ đem đi hấp khoảng 15 đến 20 phút nha. Trong lúc đó thì mình sẽ dọn dẹp nhà cửa lại một chút. Và cái phần thịt gà lúc nãy mình chặt thì mình cũng đã đem đi hầm rồi. Thịt gà sau khi hầm xong thì mình sẽ nêm nếm gia vị một cách vừa ăn. Và đến khi mà các bạn thấy là phần thịt gà của chúng ta chín mềm vừa đủ thì mình sẽ cho thêm
Khổ qua thì mọi người sẽ cắt thành từng khúc lớn như thế này để hầm nó không có bị mềm rụt nhé. Tiếp đến thì chúng ta sẽ cho cái thịt tre vải vào đây. Món này có vẻ lạ đúng không? Lần đầu tiên mình cũng ăn như thế này nhưng mà bất ngờ phết ngon lắm mọi người ạ. Rồi sang cái phần tôm lúc nãy thì cái đầu tôm mình giữ lại để mà chiên giòn lên. Sau đó các bạn sẽ phi thơm, tỏi hoặc là hành, cho thêm các loại rau củ. Cái này thì mọi người thích ăn rau củ gì thì mọi người xào cái loại đấy. Đây là hai loại rau củ mà mình thích nhất cho nên mình sẽ xào hai cái món này. Rồi bây giờ thì mình sẽ chiết cái nước mà lúc nãy mình đã hấp vải với tôm ra, cái nước này siêu ngọt. Và đến khi nào mà mọi người nêm nếm cũng như là cái rau củ của chúng ta gần đạt được ấy, thì mọi người sẽ bỏ cái vải bọc tôm lên, rưới một chút cho nó nóng và nó ngấm thêm một chút gia vị là các bạn có thể bỏ ra dĩa được rồi. Phần còn lại thì trang trí một chút cho đẹp mắt, cái này thì tùy mỗi người thôi, mình trang trí cũng chả đẹp lắm. Và đây là thành quả ngày hôm nay. Và mình đã có hai món là gà hầm với khổ qua trái vải, kèm với đó là vải bọc tôm xào với lại rau củ. Hai món này đều ăn với cơm rất là ok, nếu không thì mọi người có thể ăn không cũng được, rất là mát. Món canh này đặc biệt tốt cho thời tiết mùa hè, có tác dụng là phòng các bệnh như là sổ mũi này, cảm lạnh, sốt do thay đổi thời tiết hoặc là do ngồi điều hòa quá nhiều. Một món ăn vừa ngon lại vừa bổ dưỡng. Mọi người có thể nấu cho gia đình mình trong mùa hè này nhé. Còn cái món xào này lúc đầu mình cũng nghi ngờ lắm, nhưng mà trời ơi mọi người ơi, mọi người phải thử cái này, nó ngon cực kỳ luôn. Cái vỏ ngoài của trái vải mềm mềm, ngọt và rất là thơm. Bên trong thì tôm nó sẽ đậm đà. Hai cái tưởng như là không liên quan gì đến nhau nhưng mà lại rất hòa quyện. Lúc mặc cánh cái miếng trái vải bọc tôm á, cái nước ngọt nó ùa ra cả khoang miệng thơm phức luôn. Trời ơi, mọi người thấy biểu cảm của mình là mọi người hiểu nha. Cho nên nếu như nhà bạn có trồng vải hoặc là các bạn lỡ mua vải quá nhiều, ăn lại sợ nóng thì mọi người có thể tham khảo hai món, hai cách chế biến này của mình nhé, đều rất là ok là đấy. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ thử cái món đang hot hòn hòn trên TikTok, đó chính là vải bánh tuyết. Không biết là tại mình khó tính hay là cái cách làm của mình hơi sai sai, nhưng mà cái món này nó kỳ lắm mọi người ạ. Mình suýt nữa là gãy răng luôn ý, tại vì nó quá là lạnh luôn. Thì mình khuyên là mọi người nên để ra máy cho nó hơi mềm lại một chút nhé. Nhưng mà nếu mà để cho mềm ấy thì nó cũng... sao ta? Hai cái nó cũng không có hòa quyện vào nhau lắm ấy. Một bên thì nó sẽ ngọt béo, và một bên thì cái vải mà các bạn để tủ đông ấy, thì nó sẽ bị như kiểu đông đá ấy. Cho nên nói chung là đây là một cái món mà mình thấy cũng không ngon lắm. Không biết sao nó lại hot đến như vậy. Còn các bạn đã làm món này chưa? Hãy để lại cho mình cảm nhận ở phía dưới nhé. Và các bạn nghĩ sao về video này? Nó có bổ ích hay là không? Và có giúp cho các bạn sáng tạo thêm được những món ăn trong cái mùa hè này? Hãy lại bình luận cho mình biết luôn. Và nếu thấy video này hay, đừng quên like, share cũng như là subscribe cho kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video này. Và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye!